Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Kiển Hùng Thi. Hôm nay là Hoa Kiển Hùng Thi là sẽ quay cho cả nhà mình xem cái thảm cỏ nhung ha. Đây là cỏ nhung đặc trưng bên Sa Đéc mình luôn ha. Anh chị nào mà mua cỏ nhung thì cứ liên hệ ngay với Hoa Kiển Hùng Thi qua số hotline là 0918708965 ha. Đây là nguyên một thảm cỏ, khi mình trải ra là nó sẽ như thế này nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là cỏ giống rồi, cho nên là em có lắp đặt cái dàn tưới để em tưới ha. Khi mà em giao cho cả nhà mình thì em sẽ giao thành từng cuộn. Một cuộn của em là sẽ là 1 mét gồm 2 tấm ha, mình trải ra nha cả nhà. Đây là cái giống, đây là chuẩn bị xuất được rồi ha. Đó, bên Hoa Kiển Hùng Thi là cung cấp cỏ nhung với số lượng nhiều luôn. Anh chị là cứ để lại số điện thoại là sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho mình nha. Hoặc là anh chị cứ gọi điện qua số hotline là 0918708965 để được tư vấn thêm nha anh chị. Cỏ nhung nha, rất đẹp luôn ha. Thì cỏ này mình cũng trồng rất là dễ luôn. Mặt bằng mình chuẩn bị sẵn thì một lớp tro mỏng ha. Sau đó thì cỏ mình mua về mình trải ra, mình trải ra là được rồi ha cả nhà. Và mình phủ thêm một lớp tro nữa, và mình tưới nước trong trong 2 tuần lễ đầu á, thì cả nhà có thể là tưới nước 2 lần giúp em. Rồi sau đó thì mình tưới nước mỗi ngày là được nha, là cỏ là sẽ phát nha, rất là đẹp nha. Rất là êm luôn nha cả nhà ơi. Nguyên một thảm cỏ nhung rất đẹp. Rồi em sẽ kết thúc video tại đây nha anh chị. Hẹn anh chị ở một cái dịp khác là em sẽ quay cho mình xem thêm nữa nha.